gu là như thế nào? Là người đàn bà đó phải trả bài với một người đàn ông biết cô ấy muốn gì, biết cô ấy có những cái huyệt yêu gì và làm cho cô ấy thoải mái trước cuộc yêu. Không có một người đàn ông nào có thể làm cho người đàn bà lên nóc trong khi người đàn bà đó đang bị stress, đang rất là nhiều nỗi lo ở trong lòng, mà bảo cô ấy trả bài để cô ấy lên nóc thì không thể nào. Cho chỉ khi mà người đàn bà lên được nóc, khi cô ấy muốn, cô ấy sẵn sàng và cô ấy muốn trả bài với người đàn ông mà cô ấy thích thì cô ấy mới lên nóc được thôi. Nên các anh đừng hỏi em Quỳnh quá nhiều về phần kỹ năng, mà các anh hãy tập trung giúp em Quỳnh vào cái phần đó là khâu tâm lý cho đàn bà. Mình làm cái khâu tâm lý ổn, khâu tâm lý thoải mái rồi thì người đàn bà sẽ dễ lên nóc thôi. Và khi cái khâu tâm lý nó đã ổn áp rồi thì mình mới chuyển qua đó là phần kỹ năng, phần dạo đầu và tìm huyệt yêu của người đàn bà. Và có những anh dành cả một cuộc đời chỉ để đi tìm huyệt yêu của người đàn bà mà không chủ động hỏi người ta luôn là em thích anh dạo đầu tập trung mạnh vào chỗ nào, thì anh sẽ làm chỗ đó cho em để em có thể chạm được nóc nhà Fansipan. Các anh chị đang bị mất kết nối ở trên giường, không có cái sự trao đổi những thứ mình muốn, những thứ mình cần. Và đàn ông cũng như vậy, có những anh nói là cả một cuộc đời chưa bao giờ được vợ ăn kem, chưa bao giờ biết ăn kem là gì, thì thực sự luôn là mọi người chưa có cái sự thấu hiểu với nhau nhá. Và khi chúng ta đã có một cái kỹ năng làm cho người phụ nữ thoải mái về tâm lý rồi thì lúc đó mới nói đến đó là thời gian giả bài, nói về độ cứng cáp của người đàn ông. Khi người đàn bà thoải mái rồi thì người ta cũng cần cái thời gian giả bài, nó uy tín, nó uy lực, tức là phải khoảng tầm 10 phút đổ lên tính từ lúc bắt đầu đi vào đường hầm tình yêu nhá. Em thấy có nhiều anh nhá, khâu tâm lý làm rất giỏi nhưng đến lúc trả bài thì cứ được 2-3 phút thôi là đã beautiful rồi, không cho chị em leo lên trên rồi chị em muốn gọi là nhiệt huyết một tí thôi là sợ. Thì tốt nhất là gặp ngay em Quỳnh sử dụng combo hoàn hảo này, đó là combo hạnh phúc dòng serum lâu da cộng kẹo đổi gió. Một đêm anh chiến đấu 2-3 hiệp không biết mệt, không biết mỏi là gì, hiệp 2, hiệp 3 lên nóc vẫn uy tín như hiệp đầu. Và cái serum lâu da này giúp các anh ngay lần đầu tiên dùng thôi lên trên 20-30 phút là chuyện thường. Dùng đủ một liệu trình là thời gian giả bài của anh sẽ ngon nghẻ, sẽ uy tín và không cần dùng đến những cái sản phẩm hỗ trợ của nhà em Quỳnh nữa. Nên anh nào nhạy cảm nhanh da, muốn uy tín với bạn gái, muốn uy tín với người yêu, muốn uy tín với vợ thì hãy nhắn tin ngay hoặc liên lạc hotline của em Quỳnh để em Quỳnh có thể hỗ trợ phục vụ cho các anh nhé.